cháu sẽ trở thành ngày công tước mới. Có lẽ chú nên kêu gì Morad đánh bóng cái dương miệng giúp cháu. Chú chắc chắn là sẽ không làm việc đó rồi. Ngày nào còn sống với cảm giác kẻ vô hình vì không tài năng được như những chị em. Và rồi giờ đây chàng trai đã có thể chứng minh mình tài năng từ những chiếc tên đi kèm. Làm mọi người phải nhìn ngay về sau, đón chào và hô hào mãi tên mình. Chỉ là điểm tô sắc màu vào nơi thật quá yên bình. Vâng, ai cũng không thể ngăn cản tôi đến đỉnh cao. Chủ đề đỉnh đám nhất bao lâu, quyền này thôi chờ xem làm chi. Xa bị xem lì đi, dùng bữa sáng burrito thịt mè lì và xem áo giọt nhảy mau. Đồng xu đã đi về đâu, cần chỉ cảm ơn đầu đến sau. Vì tất cả ba tay ở đây mà cùng cất sức đáp dày. Chăm ngô lao đây cha ta ơi, rằng là đầu đội vương bên kia phải làm được mọi điều tốt cho làng. Làm bằng cả tấm lòng, từ tâm và phải rõ ràng. Những mảnh mê xưa chắc chắn sẽ mất đi, nên không giúp gì hơn bằng những gì ta đã xây nên. Mà giờ đây cháu đã hiểu ra, thể hiện chân quý trong lòng ra là phương cách ta chẳng đến còn gì. Ngày chiến thắng không còn xa, mọi người sẽ tôn thờ ta, sẽ phần cảm ơn chỉ để khi.